Alo. Các bạn nhìn rõ không nhỉ? Like cho ad biết nào, comment nào. Đây là part cuối của tiết mục bắn pháo hoa bên đây. Ga Tokyo. Gọi ga từ Ga Tokyo. Pháo hoa này là pháo hoa lớn thứ hai trong một năm của Nhật Bản. Với quy mô là 13.500 quả bắn trong vòng 1 tiếng. Trước mắt các bạn là sông Sumida, còn sông lượn quanh Tokyo, và xa xa kia các bạn nhìn rõ không nhỉ? Đó là tháp Sky Tree, tháp truyền hình cao nhất Nhật Bản. Pháo hoa ở đây nó bắn theo dưới một nền nhạc. Đây là bài gì em không biết, comment nào biết thì comment nha. Thấy đẹp à? Đẹp like cho đang đứng đây. Đây là lần cuối của đợt pháo hoa ngày hôm nay rồi. Không biết là bây giờ đẹp. Hình như nhìn không rõ lắm nhỉ, nó bị focus cao nét. Các bạn đang xem có bạn nào chuẩn bị coi nhạc không? Xem những cảnh tượng này thì có thể nghĩ Nhật là rất là tươi đẹp luôn, nhưng mà đúng là thế thật mà, nó là nơi rất tươi đẹp cho những người cô gái. Pay nhá, hình như là kết thúc rồi thì phải. À đâu, vẫn chưa, vẫn còn. Này bị on nét rồi. Thì thông vào quan hỏi là tại sao còn pháo hoa. Vì vào cuối tháng 7 và trong tháng 8 hàng năm là lễ Obon, lễ hội lớn nhất của Nhật Bản. Nơi trên dọc đất nước Nhật là bắn pháo hoa như kiểu mình bắn pháo hoa giao thừa 30 Tết đấy. Nhưng mà mỗi lần bắn pháo hoa của Nhật kéo dài 1 tiếng hoặc 2 tiếng. Ở mình thì chắc 10-15 phút. Thế nên cho nên rất nhiều người Nhật người ta có văn hóa đi xem Hanami và xem pháo hoa. Người ta hay giải thảm như này. Đấy, rất là nhiều người giải thảm chuẩn bị chỗ từ chiều để cùng ngồi xem với bạn bè gia đình, ngồi uống bia.
người vỗ tay. Cảm ơn các bạn nhé. Có gì ad đã ghi lại mấy ảnh này mà có thể có thời gian ad sẽ up bản đẹp hơn cho các bạn. Buổi tối vui vẻ nha. Buổi tối thứ bảy ai có đi chơi mình yêu đi chơi nha. Chào các bạn.